Ok, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn hôm nay của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn có thể xóa ảnh, xóa những cái ảnh các bạn đã sao lưu ở trên iCloud, giúp cho dung lượng của các bạn nhẹ đi, hoặc là ví dụ như bạn nào gặp phải cái thông báo là dung lượng hiện tại là đã hết và đầy thì các bạn có thể làm theo cách này để giảm dung lượng và để có khoảng trống cho máy nhé. Rồi, để mà xóa sao lưu ảnh ở trên iCloud dành cho điện thoại iPhone thì các bạn hãy vào cho mình như sau. Đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt của máy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến cho mình, các bạn click vào cái mục là ID Apple iCloud phương tiện này ở trên đầu này, tức là cái biểu tượng avatar của các bạn nhé. Các bạn sẽ click vào. Tại trong cái mục đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là iCloud ở đây. Rồi, sau khi các bạn chọn vào mục iCloud thì các bạn sẽ nhìn ngay cái phần đầu tiên, đó là cái phần là quản lý dung lượng tài khoản, các bạn sẽ chọn vào. Rồi, và đây các bạn sẽ chọn ngay vào cho mình cái mục đầu tiên là mục ảnh này. Đấy, hiện tại thì các bạn nhìn thấy ảnh và video đang có 3,2GB. Thì để mà tắt hoặc xóa thì các bạn cậu chọn cho mình là biểu tượng tắt hoặc xóa khỏi iCloud. Và các bạn phải lưu ý cho mình tắt ảnh iCloud, để các bạn đọc cái phần phía dưới chú thích nhé. Tắt ảnh iCloud trên tất cả các thiết bị của bạn và có 30 ngày để tắt ảnh về từ iCloud. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn vào. Và các bạn chọn vào xong ấy thì nó sẽ có một cái câu thông báo nữa, đó là một số ảnh và video lưu trữ trên iCloud chưa được tải về iPhone này. Thì các bạn sẽ nhanh chóng nhé, tải về. Đấy, và để giữ nguyên thì các bạn sẽ phải tải trước 30 ngày. Đây, nếu mà các bạn không thì sau 30 ngày nó sẽ không được nhé. Nó sẽ không còn được lưu giữ ở trên iCloud nữa. Và nếu các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ chọn là tiếp tục này. Đấy, vẫn các bạn chọn tiếp tục này. Đấy, đây, các ảnh video sẽ bị xóa, bạn có 30 ngày để hoàn tác. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ chọn là xóa đây. Đấy, vậy là xong nhé. Rồi, đây thì khi mà các bạn chọn xóa ấy, nó vẫn còn cái phần là khôi phục ảnh. Đấy, các ảnh của bạn sẽ bị xóa khỏi sau 30 ngày. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn lưu giữ lại những cái bức ảnh nào hoặc video nào thì các bạn sẽ chọn cho mình là khôi phục này. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy, và các bạn nhớ tải về máy, sau đó thì các bạn mới chọn xóa nhé. Bạn nào mà thực hiện thành công thì các bạn nhớ comment phía dưới phần video giúp mình nhé. Đó là cách để mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách xóa những ảnh các bạn sao lưu ở trên iCloud, để cho giúp cái bộ nhớ của các bạn nhẹ đi. Và nếu các bạn thấy hay, nhớ ủng hộ mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chia sẻ cho những người chưa biết đến cách này để các bạn có thể áp dụng nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.